Và bản thân Đắng cũng đang ở tại dự án Mastery Central Point và đang là cư dân của dự án, cũng như là trực tiếp hỗ trợ cho tất cả các anh chị mua mới, chuyển nhượng, cho thuê, thì điều bản thân Tấn cũng đang ở đây hỗ trợ cho khách hàng rất là nhiều. Chính vì như vậy, Tấn ở đây thì Tấn cũng nắm rất là rõ về cái thủ tục cũng như là quy trình về giá bán, những căn nào giá tốt nhất để gửi đi cho tất cả các anh chị. Và yếu tố thứ 5 là VinWonder các anh chị nhé. Còn yếu tố thứ 6 là gì các anh chị? Yếu tố thứ 6 của chúng ta đó chính là phân khu The Orbit One kế bên trung tâm thương mại Vincom Mega Mall sắp triển khai mở bán rồi các anh chị. Đó chính là dự án The Orbit One, gần 2.000 căn ở tại dự án này đang làm móng cọc rồi và dự kiến sẽ mở bán vào tháng 8 đến tháng 9 năm 2024 để cho những anh chị chúng ta là nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở chọn mua ở đây. Và The Orbit One của chúng ta sẽ có mức giá là khoảng bao nhiêu mà lại là một trong những yếu tố giúp cho dự án Lumen Boulevard cũng như dự án Mastery Central Point sẽ có mức độ tăng giá. Đó chính là dự án có mức giá rơi tầm khoảng chừng 5.000 đô trên 1 mét vuông, 5.000 đô trên 1 mét vuông các anh chị nhé, thì dự kiến đâu đó rơi tầm khoảng chừng 120 triệu 1 mét vuông. Thì The Orbit One thì có hai hướng, một là hướng về khu quảng trường DS, thì hướng đấy là hướng Tây Bắc, còn hướng ngược lại là hướng Đông Nam sẽ view về đại công viên 36 hectare cũng như là khu VinWonder, là một cái sản phẩm bất động sản cao cấp của Vin kết hợp với lại một cái đơn vị Nhật Bản triển khai dự án The Orbit One đây. Tăng rumor cho tất cả anh chị chúng ta chia sẻ như vậy là yếu tố thứ 6. Yếu tố thứ 7 là gì các anh chị? Yếu tố thứ 7 đó chính là đường vành đai 3 của chúng ta sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2026. Đường vành đai 3, đường vành đai 3 của chúng ta thì có chiều dài theo được chia ra là hai giai đoạn phổ biến, nằm ở địa phận thành phố Hồ Chí Minh cũng như kết nối tại thành phố ở tại Nhân Trạch. Thì chúng ta sẽ có hơn 9 km nằm ở địa phận của Nhân Trạch, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đường 25C đến 25B đến với lại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đoạn này thì đang trong quá trình xây dựng rồi. Chúng ta sẽ có cầu Nhân Trạch, hay gọi là cầu Nhân Trạch đấy các chị, cầu vành đai 3 thì đang trong quá trình xây dựng, dự kiến là đi vào hoạt động ngày 30 tháng 4 năm 2025. Thì sau đó dự kiến vào năm 2026, những cái đoạn đường dài 16 km thuộc địa phận của thành phố Hồ Chí Minh, từ nút giao cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành đến với lại Mỹ Phước Tân Vạn, thì chúng ta sẽ hoàn thành vào năm 2026, năm 2026 các anh chị nhé. Thì khi đó cái việc kết nối giao thông giữa Vinhome cũng như ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh rất là tiện lợi, và đồng thời đi đến với lại sân bay quốc tế Long Thành sẽ rất là gần, để làm khoảng chừng 22 đến 23 cây là chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với là sân bay quốc tế Long Thành rồi. Chính vì như vậy chúng ta sẽ có mức độ tăng giá tốt, gần với sân bay, nghĩa là gần với thế giới, và chúng ta sẽ có mức độ tăng giá di chuyển khá là thuận lợi. Và yếu tố thứ 8 là gì các anh chị? Yếu tố thứ 8 giúp cho cái giá trị tăng giá của tại dự án Mastery Central Point của chúng ta đó chính là gì các anh chị? Yếu tố thứ 8. Và yếu tố thứ 8 của chúng ta Tấn chia sẻ với tất cả các anh chị mình luôn, đó chính là tòa nhà văn phòng cao 45 tầng. Tòa nhà văn phòng cao 45 tầng thì các anh chị, tòa nhà văn phòng cao 45 tầng sẽ là yếu tố thứ 8, cũng là yếu tố quan trọng nhất giúp cho cái sản phẩm Mastery Central Point cũng như ta, cũng như là dạng Lumen Boulevard sẽ có mức độ tăng giá tốt nhất, và thời điểm cho thuê cũng là thời điểm tốt nhất. Và cái tòa nhà văn phòng cao 45 tầng này là tòa nhà kế bên dự án Mastery Central Point và kế bên Lumen Boulevard, nằm ở trục đường rất là gần với các anh chị. Ví dụ như là đây, ví dụ đây chính là cái trục đường
Đây là cái quỹ đất của Mastery Central Point và Lume Bolivar. Đây là Lume Bolivar, là cái quỹ đất phía bên này. Còn đây là chính là dự án Mastery Central Point, tổng viết tắt là MCB. Còn Lume Bolivar tổng viết tắt là BLV các anh chị nhé, LBV. Thì chúng ta sẽ có trung tâm thương mại, chúng ta bốn mặt tiền đường các anh chị nhé. Bên này là đường Vành Đai 3, còn phía bên này đó chính là công viên 36 hecta. Còn phía bên này đó chính là trung tâm thương mại 48.000 m2, 48.000 m2 đã đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 6 rồi, tháng 6 năm 2024 rồi. Và phía bên này đó chính là tòa nhà văn phòng 45 tầng. Tòa nhà văn phòng cao 45 tầng. Còn phía bên này đó chính là khu thấp tầng. Đó chính là khu thấp tầng hơn 500 căn, 506 căn, hơn 500 căn. Và cái vị trí chiến lược như thế này giúp cho cái thị trường bất động sản của chúng ta vào năm 2026 sẽ là thời điểm tốt nhất giúp cho cái giá trị tăng giá của những cái sản phẩm ở tại Lume Bolivar của chúng ta đạt được mức độ max các anh chị. Từ cái điểm đó là thời điểm mà giúp cho cái căn hộ của chúng ta có giá trị tăng lên vượt trội, thật sự như vậy. Thì không chỉ là cái giá bất động sản của chúng ta tăng, mà còn giá trị bất động sản, tức là giá gốc của các anh chị á. Thứ hai là giá trị cho thuê của các anh chị cũng sẽ tăng hơn rất là nhiều. Ví dụ bây giờ hiện nay chúng ta đang cho thuê là căn 2 phòng ngủ là 12 đến 13 triệu đúng không ạ? Có căn thì các anh chị chúng ta cho thuê tầm khoảng chừng 10 triệu cho đến 11 triệu tùy theo cái nội thất của các anh chị. Còn căn 3 phòng ngủ bây giờ hiện nay á, ví dụ như là căn 2 phòng ngủ sẽ có giá là tầm khoảng chừng 4 tỷ 4 cho đến 5 tỷ. Có căn là 5 tỷ rưỡi. Rồi, 3 và chúng ta sẽ cho thuê với giá thì hiện nay là 10 cho đến 14 triệu tùy theo cái nội thất. Thì khi mà có cái thời điểm mà 45 tầng này, tòa nhà 45 tầng này tăng nghĩ là sẽ tăng lên đồng loạt tầm khoảng chừng 20% so với giá hiện tại bây giờ. Hoặc là căn 3 phòng ngủ tương tự như vậy, giá nó sẽ cao hơn một tí. Và ngoài ra nữa, Tấn chia sẻ cho các anh chị chúng ta một cái yếu tố giúp cho cái giá trị gia tăng của bất động sản nữa thì các anh chị. Cái yếu tố này đó là yếu tố mà Tấn nghĩ là dành tặng cho các anh chị chúng ta đang theo dõi clip này đến những cái giây phút cuối cùng, đó chính là cũng gần 20 phút rồi. Tấn sẽ chia ra làm 2 tập để cho tất cả các anh chị chúng ta cùng nắm luôn. Cái địa điểm mà đó chính là cư dân về ở MCB và Lume Bolivar tăng giá. Đây là một cái thời điểm mà thực sự cái này là cái kinh nghiệm của Tấn khi mà làm bất động sản, đó chính là cư dân lấp đầy. Cư dân lấp đầy với tầm khoảng chừng 40, khoảng chừng 50% đi. 50% vẫn là tốt nhất. Thời điểm cư dân của dự án của chúng ta hay là bất kỳ một cái dự án nào đó với mức độ lấp đầy trung bình khoảng chừng 50% thì cái giá trị bất động sản sẽ tăng hơn rất là nhiều các anh chị. Thì đó, thứ nhất là giảm số lượng khách hàng bán, nghĩa là những căn đang vay ngân hàng thì cũng đã bán xong hết rồi, không cần phải bán vội bán nữa. Hoặc là những anh chị chúng ta đang cần cái dòng tiền thì chúng ta cũng có nhu cầu bán thì chúng ta cũng đã bán rồi. Hoặc là những anh chị chúng ta cũng thấy chúng ta cần mua một cái dự án khác hay là chuyển đổi một cái công năng gì đó thì các anh chị cũng đã bán rồi. Chỉ còn lại những khách hàng mà thực sự là người mua nhiều hơn người bán thì chắc chắn cái giá sẽ tăng hơn rất nhiều. Và thời điểm đó thì cái giá bất động sản sẽ tăng lên rất là nhiều các anh chị ạ. Thực sự là như vậy. Và một cái ví dụ điển hình
của dự án Matrai Home đã triển khai trong thời gian vừa qua và thời điểm mới bàn giao nhà vào cuối năm 2023 mới đây thôi. Đó chính là dự án Lume Riverside. Dự án nằm ở mặt tiền đường Mai Chí, đường đổi, đường xa lộ Hà Nội các anh chị. Dự án nằm ở mặt tiền xa lộ Hà Nội, vừa mới bàn giao vào cuối năm ngoái. Khi đó giá bất động sản trên là đâu đó là tầm khoảng trên dưới 500 triệu và bây giờ trên lưới 2 tỷ rồi các anh chị. Có những căn trên dưới 2 tỷ và có căn trên dưới trên 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi. Thực sự là cái thời điểm này đi tìm sản phẩm chuyển nhượng rất khó. Đặc biệt là những cái xúc dành cho người nước ngoài. Thực sự là bây giờ người nước ngoài đi mua mà thực sự là chỉ có mua hợp đồng thuê thôi. Những căn mà mua trực tiếp với lại có cái sản phẩm gọi là có xúc SBA á, không còn nữa. Hay là rất là hiếm, hoặc là phải trả chênh lệch khá là cao. Đó. Và Tấn cũng chia sẻ thêm một cái nữa là MCB và Lume Boulevard của chúng ta hiện nay đang còn xúc nước ngoài các anh chị nhé. Cho nên là người nước ngoài có thể mua được ở đây vẫn còn xúc 30%. Tính bây giờ và như anh chị chúng ta đang định cư nước ngoài mà chúng ta có người nhà hoặc là các anh chị chúng ta đang có quốc tịch nước ngoài thì chúng ta có thể mua sản phẩm này. Và bây giờ cái luật bất động sản của chúng ta đã có nhiều thay đổi rồi. Chính vì như vậy các anh chị mình mua cũng thoải mái thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Ok, thì cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta đã dành thời gian theo dõi cái đoạn clip này. Vừa rồi là những cái thông tin mà Tấn chia sẻ để cho tất cả các anh chị về 8 yếu tố giúp cho cái giá trị bất động sản ở tại dự án Mastery Central Point và dự án Lume Boulevard của chúng ta sẽ tăng giá trong thời gian sắp tới. Cũng hy vọng rằng những cái thông tin mà Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị sẽ giúp ích cho tất cả các anh chị chúng ta có thể quyết định chọn mua trong thời gian sắp tới, hoặc là những cái sản phẩm mà các anh chị chúng ta đã mua rồi thì chúng ta có thể cân nhắc trong việc chúng ta có thể giữ lại hoặc là có thể bán ra hoặc là cho thuê cái thời điểm này, sau đó thì từ từ các anh chị mình bán. Thì bản thân Tấn cũng là người làm bất động sản cũng đã gần chục năm rồi. Chứng minh như vậy, các anh chị chúng ta đang cần một sự hỗ trợ nào đó từ phía bên Tấn thì hãy liên hệ đến số hotline của Tấn để Tấn cung cấp những thông tin tốt nhất, hỗ trợ những cái chính sách tốt nhất cho các cả các anh chị nhé. Và MCB và Lume Boulevard của chúng ta, Tấn chia sẻ lại là chúng ta sẽ có 8 yếu tố cộng với một yếu tố rất là đặc biệt mà Tấn chia sẻ riêng cho tất cả các anh chị. Đó chính là tổng cộng là 9 yếu tố giúp cho cái giá trị bất động sản ở tại dự án Lume Boulevard và dự án Mastery Central Point của chúng ta sẽ tăng giá trong thời gian sắp tới. Tấn chia sẻ lại, thứ nhất đó chính là vấn đề nội tại của dự án. Và thứ hai đó chính là trung tâm thương mại Vincom Mega Mall đã đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 6. Thứ ba đó chính là sân góp trong thời gian sắp tới sẽ chính thức đi vào hoạt động, dự kiến vào ngày 15 tháng 7 nha các anh chị, dự kiến. Còn yếu tố thứ tư đó chính là quảng trường Golden Edge. Quảng trường Golden Edge của chúng ta đã đi vào hoạt động vào ngày 20 tháng 6 vừa rồi. Và tiếp theo đó đến chính là VinWonder công viên nước LCD vào hoạt động vào tháng 8 năm 2024. Ngoài ra thì có một cái dự án căn hộ sắp tới triển khai của chủ đầu tư Vinhome kết hợp với là một cái đơn vị Nhật Bản triển khai xây dựng có dự án tên gọi The Orbit One với số lượng căn khoảng 2.000 căn. Tấn cũng bán cái dự án này luôn, các anh chị chúng ta đang quan tâm booking thì 30 triệu các anh chị nhé, booking về công ty của Tấn, sau đó thì sẽ chờ dự kiến là trong thời gian sắp tới tháng 8, tháng 9 chúng ta sẽ mở bán, các anh chị mình quyết định chọn mua đó, giá trung bình của chừng 5.000 đô. Và tiếp theo là đó chính là yếu tố vành đai 3. Vành đai 3 thì hiện nay đang trong quá trình xây dựng những nhịp cầu ở tại trong nội khu của Vinhome rồi, và những nhịp cầu khác ở tại địa phận của thành phố Hồ Chí Minh Tấn cũng thấy đang trong quá trình xây dựng và dự kiến là sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026. Còn cái đoạn đường vành đai 3 nối từ đường 25B hay gọi là đường Tôn Đức Thắng của địa phận Nhân Trạch đến với lại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, nút giao cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ đi vào hoạt động vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Và yếu tố thứ 8 đó chính là tòa nhà văn phòng cao 45 tầng sẽ đi vào hoạt động thì giúp cho cái giá trị cho thuê và giá trị bán lại của chúng ta sẽ tăng lên rất là nhiều các anh chị. Và đây chính là cái bản vẽ về các vị trí ở trong nội khu của dự án của chúng ta cho các anh chị chúng ta xem. Và đây chính là yếu tố mà kìm theo giúp cho tất cả các anh chị chúng ta hình dung được cái câu chuyện mà thời điểm tăng giá như thế nào.
đó chính là cư dân về ở mới tốc độ Nam Đàn của mình khoảng chừng 50%, khoảng 50% các anh chị nhé. Đa số những dự án bất động sản hay những dự án tân làm đều có mức độ tăng giá là khi mà cư dân về ở trung bình khoảng chừng với mức độ nhất định nào đó. Ngoài ra nữa thì số lượng khách bán ít bắt đầu là cái thời điểm tăng giá tốt. Và cảm ơn các anh chị chúng ta đã dành thời gian theo dõi và hy vọng những thông tin đang chia sẻ giúp cho các chạy chúng ta có nhiều thông tin hữu ích trước khi mà các anh chị mình chọn mua các anh chị nhé. Xin cảm ơn và các anh chị thấy video hữu ích vui lòng like và subscribe kênh để theo dõi liên tục những thông tin mà các anh chị chia sẻ trong thời gian sắp tới. Cảm ơn, chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các anh chị ở những video clip tiếp theo.